bây giờ thế này đi, có một cái bài này em sáng tác luôn. Và nãy giờ có một người anh ở đây là thuộc cái bài này, thuộc lòng luôn. Muốn hát thì mình đưa một cái bài này. Là cái bài này mình, trong năm nay là mình cũng hứng chịu nhiều lắm luôn á. Cái bài là chống đại dịch Corona. À đồng ý không ạ? Cho chào vỗ tay lớn lớn vậy ạ. Em sáng tác và em biểu diễn luôn, là hôm nay có anh phụ diễn với em. Dạ. Cái bài này tên gì anh giới thiệu đi. Anh tên Tân. À, thôi ngày hôm nay là Tân cũng xin chúc mừng anh Đông có một thêm một tuổi mới, một ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Và cũng xin chúc toàn thể anh chị em còn ở đây niềm vui, hạnh phúc. Hồ Minh Đương thì Tân đam mê cũng từ lúc mà Minh Đương chắc là lúc mà đi hát là theo dõi á, rất là theo dõi. Nhưng mà cái bài đam mê nhiều bài lắm, nhưng mà mấy cái bài kia thì không bao giờ học thuộc. Cái bài chống dịch Corona Tân học chắc cũng phải là nửa tháng mới thuộc. Hôm nay gặp thần tượng rồi, Tân cũng xin cùng thần tượng của mình trình bày một bài vọng cổ. À, bây giờ em sẽ... Dạ, rồi anh nói rồi xong chưa? Xong rồi. Rồi, em nói xong tới anh xong rồi phải không? Rồi chống đại dịch Corona, rồi bắt đầu. Do cho nhà vỗ tay lớn lớn đi nha. Cao xanh ơi có hiểu nhân loại chúng con phải chịu đổi đớn đau này. Đại dịch nô hấp cấp Corona con chỉ giáng sinh sẽ đi qua, và cầu mong nhân loại mãi yên bình. Vì bao công sức nhân loại đã tạo nên, con luôn tâm niệm nguyện cầu cho đại dịch này sớm được. Hỡi tất cả nhân loại chúng ta hãy đồng lòng chung tay mà cùng nhau chống dịch. Thì cơn ác mộng Corona không còn lây nhiễm và sẽ cho ta cuộc sống yên. Vỗ tay các vị. Mà làm khổ cho nhau, chúng ta hãy đồng lòng chung sức cùng nhau. Tâm niệm của chúng ta là cùng nhau chống dịch. Cấp tinh thần nắm bắt thông tin, rửa tay khử trùng và khẩu trang phải có. Cảm ơn anh, hay quá. Ông trời ơi, ông hãy xót thương nhân loại. Con cầu mong ông giúp cho toàn cầu không còn đang thêm những ca nhiễm dịch. Bao ngày qua càng là khắp nước trời tạo lỗi dân riêng, mà sao không thấy đâu ra con luôn. Cùng thương cho những người làm nghiệp ở phương xa, muốn
gì còn xa quá, vậy nên chúng ta cùng nhau đứng nguyên bảo vệ nhân loại và chống dịch corona. Phải chống nghe, phải chống dịch corona nha. Các vị biết cái tâm dịch corona nó phát ra từ đâu không các vị? Ở đâu biết không? Trung Quốc phải không? Tâm dịch corona đã phát ra từ Vũ Hán, không ngăn chặn kịp thời nên đã tiến đi xa. Rồi mỗi ngày xa lại càng xa, con chỉ cầu mong đừng lan ra tiếng nữa. Vì tất cả chúng sinh đang cùng chung tay chống lại, mong Phật tổ thương tình thì Phật tổ hài yên linh, chỉ cho chúng con tìm ra sự sống là loài giác gì cứu lấy một loài. Tất cả những lời con thốt ra đây là do tâm niệm của người con nước Việt, con cầu xin cho qua cảnh khổ ngày ngày hoang mang. Rồi hết rồi, cảm ơn các bạn. Quanh ơi, giờ anh lỡ cầm micro rồi, cho anh ca với em bài đi. Giờ lên ca có khúc nó ngứa ngứa quá, cho ca miếng nữa đi.